Xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta cùng cô Minh tìm đồ chơi bên trên nhiều đồ chơi quá bạn ơi. Wow, nhiều đồ chơi quá bạn ơi. Wow. Wow, một chiếc xe tải. Wow, một chiếc xe múc anh em ơi. À, cô Minh đâm vào đây nào, cô Minh ơi. Cô mình lái xe đây, mình du xe ô tô đây. Mình du đây. Wow, máy bay nào. Wow, bùm. Nào Minh ơi, đâu nào, tiến nào Minh ơi, tiến nào cho đâm vào đây nào. Wow, xe đây. Bùm. Wow, máy cẩu đây anh em ơi. Wow, siêu nhân nhiến đi. À, siêu nhân anh ơi. Wow. Wow, ô tô cảnh sát anh em ơi. Wow, anh chàng lợn nát mấy cậu. Wow, anh em ơi. Wow, cá sấu nè. Wow, xe đua này anh em ơi. Wow, chim ơi. Chim đã tìm được đồ chơi rồi. Mà chim ơi, ra đây. Đây, đừng đồ chơi nào. Chim ơi, ra đây, đừng đồ chơi nào. Chim ơi, à, chim khỏe quá, đâu rồi. À, chim mang sọt lên đây nào. Wow, anh em ơi, đồ chơi nào. Wow, một cá nè. Wow, hai cá nè. Wow, ba cá nè. Wow, bốn cái nè. Công chúa sao nào? Baby, wow, máy bay nè. Wow, ô tô nè. La wow, xe đua này anh em ơi. Wow, xe cảnh sát. Piu. Xe cảnh sát. Wow, nhiều đồ chơi quá cù mình ơi. Wow, xe cảnh sát. Wow, xe cẩu. Bé chip xinh gái, thằng cu minh đẹp trai. Wow, đâm nào. Wow, trên này cũng rất là nhiều đồ chơi các bạn ơi. À, chó kêu. Ok. Wow. Xe nuôi anh em ơi. Wow, xe đẹp quá bạn ơi. Xe đẹp quá anh em ơi. Wow, xe đẹp quá bạn ơi.